Cái vòng này đơn giản thôi. Trên màn hình sẽ có hình ảnh của 10 bé. Mỗi bé sẽ có một câu hỏi và một số điểm hoàn toàn khác nhau. Khi lắng nghe câu hỏi, các bạn phải cố gắng đoán làm sao cho ra đúng chính xác câu trả lời của các bé. Đầu tiên, chắc hẳn là mình phải nhường phụ nữ trước đúng không? Ừ, rồi xin mời con. Đây cũng có nữa mà. Người ta ăn nít. Ừ, không lẽ dành riêng nít. Đúng không? Xin mời con. Khanh, con chọn ai? Dạ con chọn Thảo Nguyên. Câu hỏi của bé Thảo Nguyên như sau. Thảo Nguyên muốn sau này sẽ trở nên là một người giàu có hay là một người nổi tiếng như là Andy Nam Trương hay là cô gái Hansara? Câu trả lời là 1, 2, 3. Giàu có. Người ta là tinh thần đồng đội. Tại sao các bạn lại chọn giàu có? Có tiền đâu phải là có tất cả đâu. Nhưng mà giàu có thì có thể nổi tiếng được. Ha, cũng đúng. Bên này lại nghĩ là tại vì sẽ chọn là người nổi tiếng, vậy thì nổi tiếng thì sẽ có tiền. Chưa chắc nha. Thật sự là chưa tôi chắc. Tôi nè, không, tôi không nổi tiếng nên tôi không có anh tiền. Anh chọn nổi tiếng đi. À, nổi tiếng hả? Vậy đổi được không chú ơi? Được, được Nguyên, các bạn được 2-3 nè. 1-2-3. Nổi tiếng. Để coi coi là bạn có trùng khớp với lại ý kiến của Thảo Nguyên không nha, xin mời con. Ca sĩ cũng giàu có mà, với lại giàu có cũng đâu có làm được gì đâu. Nhưng con sẽ chọn là người nổi tiếng. Tại vì người nổi tiếng được hát, được diễn nè. Với lại người nổi tiếng cũng vui nè. Con thích người nổi tiếng. Cảm ơn Hansara rất nhiều vì đã giúp cho đội đối thủ nha. Chị xin lỗi em. Một pha bẻ lái quá chính xác. Quan trọng là cái số điểm chị mà là Thảo Nguyên sẽ dành cho đội của Andy là như thế nào nha. Xin mời Thảo Nguyên. Chúc mừng cô chú đã nhận được 10 điểm của con. Yeah. 10 điểm. 10 điểm là một con số cũng được đó. Rồi bây giờ tới lượt Hansara. Dạ Hoàng Long. Hoàng Long. Lắng nghe thật kỹ câu hỏi đến từ bé Hoàng Long. Em bé biết nói thì sẽ gọi ba hay gọi mẹ đầu tiên? À, bé bảo là gọi mẹ đầu tiên. Dạ, tại vì con rất là thích chọn bạn Hoàng Long là bằng mẹ. Cho nên con thích bạn Hoàng Long gọi bằng mẹ. À, tại vì là con muốn bạn Hoàng Long gọi là mẹ. Dạ. Cho nên là chắc chắn là bạn Hoàng Long phải chọn mẹ chứ không được chọn ba. Dạ, công nhận anh này cũng khó tính dữ. Rồi, xin mời đáp án. Dạ, gọi ba trước. Tại em con thương ba không à? Đáp án của Hoàng Long là gọi ba trước con ơi. Hoàng Long ơi, con bao nhiêu điểm? Hu, cô chú không được nhận 20 điểm rồi. 20 điểm là Không sao. Rồi, xin mời đội của Andy. Con chọn Ngọc Hà. Câu hỏi của Ngọc Hà như sau. Cô Tiên và bà Tiên có họ hàng gì với nhau hay không? Thì cái này là chỉ có hoặc không thôi. Có. Chứng kiến của em là bé rồi có anh. Hả? Vậy hả? Ê, còn hả? Suy nghĩ. Mình có bẻ lái giống nãy nên lấy điểm về nè. Mình... Có. Ngọc Hà ơi, có hay không con? Con nghĩ là chắc cô Tiên là con của bà Tiên. Tại vì bà già hơn cô Tiên. Đúng chắc rồi. Là mẹ của cô Tiên. Con nghĩ vậy. Sao mà giỏi quá vậy nè. Suy nghĩ của nít đơn giản lắm. Suy nghĩ nít đơn giản cực kỳ không? Ngọc Hà ơi, con sẽ đem về cho đội của Andy bao nhiêu điểm nè? Chúc mừng cô chú đã được 20 điểm. Yeah. 20 điểm đã nâng tổng số điểm của các bạn lên là 30 điểm nha. Hansara, xin mời các bạn chọn em tiếp. Em chọn đi em. Dạ chị Cát Vy. Đây là câu hỏi đến từ Cát Vy. Bí ngô và bí đỏ có phải là một hay không? Bé bảo bí ngô là bắp, còn bí đỏ là bí đỏ. Bí ngô là bắp hả con? Vậy là con nghĩ ngô là bắp hả? Dạ một loại. Xin mời đáp án. Dạ không. Cái bí ngô là cái trái tròn tròn bự bự để hóa thành cái cổ xe cho lọ lem. Còn trái bí đỏ là cái trái mà nó có hình giống như trái lê để mà mình làm canh. Bí. Đừng có để ý quá nhiều về cái từ dạ không nha. Nó hơi bị phủ phàng đi xíu nhưng mà thực sự là theo suy nghĩ của bé là nó chỉ đơn giản là như vậy ha. Quan trọng là các Vy có bao nhiêu điểm? Đáng tiếc quá à. Mấy cô chú ha đã làm mất cơ hội đạt được 20 điểm rồi. Không sao em. Các bạn vẫn còn một lượt chọn nữa mà. Lượt cuối cùng nè. Con số nó chỉ là con số thôi. Andy Nam Trương, xin mời đội của bạn.
Dạ con chọn Minh Anh. Ừ, Minh Anh. Câu hỏi của Minh Anh như sau: con cá có mi mắt hay không? Chú là chú trả lời không rồi đó. Còn không biết bạn kia trả lời sao thôi. Không, hay là mình trả lời ngược lại đi. Mình thua cũng không có gì đâu. Nghĩ là bé sẽ trả lời có. Thắng. Có đúng không? Có luôn. Biết là không nhưng mà vẫn trả lời có. Xin mời. Dạ con nghĩ là có ta. Tại vì con cá nó luôn luôn chớp mắt nên nó cũng phải có mí. Trời ơi, con cá mà luôn luôn chớp mắt lại thiệt là chắc là nó sẽ. Nhưng mà quan trọng Minh Anh ơi, con mang về cho đội của bạn bao nhiêu điểm nè? Cô chú thật là xuất sắc, cô chú thật nhận 30 điểm cao nhất của con. Gánh nặng có vẻ nó hơi bị làm triểu đầu vai của em đúng không Sa? Không, anh không hề nặng gì hết. Chọn đi con. Dạ chị Bảo. Dạ chị Bảo Như. Chị... Bảo Như. À Bảo Như. Nghe là kỹ câu hỏi. Hổ và sư tử, con nào dữ hơn? Con hổ là chú thể sinh ra ở trong rừng. Dạ. Có thể là một trong hai con, hoặc bé có thể trả lời là hai con bằng nhau. Em thay đổi lại rồi, hai con bằng nhau. Trời ơi, cái gì vậy? Tại vì hai con đó đều dữ nhưng mà hai con đó nó cũng giống nhau khá là chỉ có là con hổ là nó không có bờm, rồi là con hổ thì là con hổ thì là không có bờm, thì là con sư tử nó có bờm, thì là con hổ nó có cái vằn, thì là con sư tử không có vằn. Thì kìa, bé đang thì em đang nghe bé vào. Thì có thể tạm hiểu nè, là cả hai con đều có hàm răng rất là khỏe và cả hai con đều có bộ móng vuốt rất là khỏe để bò con mồi ha. Rồi chúng ta tạm thời bỏ qua cái bờm với lại cái vằn đi ha, tại vì nó không liên quan tới cái vấn đề là giữ là không giữ. Rồi chốt là hai con bằng nhau nhé. Dạ. Xin mời câu trả lời. Dạ hai con giữ bằng nhau. Yeah. Tại vì cả hai con đều là chúa tể cả. Quan trọng là bây giờ Bảo Như ơi, con mang về cho đội của Abu và Hansara bao nhiêu điểm? Hey, cô chú trả lời đúng rồi, nhưng mà cô chú chỉ được 20 điểm thôi. Sau khi mà đã vượt qua 3 câu hỏi mỗi đội, bây giờ số điểm của các đội như sau. Đội của Hansara và Abu tạm thời các bạn xếp vị trí thứ 2 với 20 điểm. Đội của Adi Nam Trương và bé Khanh, hiện tại đội các bạn đang dẫn trước với 60 điểm. Yeah.